đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong Thủy Giàu Sang. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp bạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Theo đó, các bậc học giả nhân tướng cho rằng vận số của một người tốt hay xấu thường được thể hiện qua các đường nét trên khuôn mặt. Có những người may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng trái lại càng về già, vận số càng ngang trái, tương lai mù mịt, thường xuyên lo âu, sầu muộn. Đặc biệt nếu sở hữu nét tướng cực xấu này biểu thị cho số phận của những người gặp phải cảnh cô độc không nơi nương tựa. Vậy đó là những nét tướng nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Thứ nhất, nhân trung có nếp nhăn nằm ngang. Trong nhân tướng học thì nhân trung được ví như trạm kiểm soát quan trọng, đại diện cho sức sống, cơ quan sinh dục, việc nói giỏi tông đường, vận mệnh hanh thông, đường con cái của con người. Nhân trung tốt phải sâu rộng thẳng, mở rộng ở đấy thì mới tốt, cho biết con người chính trực, có chí tiến thủ, thành công, nhiều con cái, trường thọ. Trường hợp nhân trung xuất hiện các dấu vết bất thường như nốt ruồi hay nếp nhăn, các đường mảnh thì được coi là xấu. Nếu dựa trên quan hệ tứ đậu, nhân trung đại diện cho khe nước, rãnh, phải sâu và dài thì mới có thể giúp nước chảy thông suốt. Ngược lại, trên nhân trung xuất hiện nốt ruồi, sẹo hay nếp nhăn, đường kẻ ngang thì chẳng khác nào chặn, cản lối của dòng chảy. Bởi vậy cuộc đời khó mà thông suốt, yên ổn. Tướng học cho biết, người xuất hiện nếp nhăn ngang ở nhân trung dễ gặp tai họa, dễ mắc bệnh nặng, gia đình bất hòa, cha mẹ con cái thường có khoảng cách, nhưng mối quan hệ máu mủ vẫn còn. Do đó khi con cái gây họa lớn thì bố mẹ vẫn phải gánh chịu. Người có nhân trung kiểu này cả đời bất hạnh, luôn phải lo lắng khổ sở vì con cái. Người phụ nữ có đường nhân trung kiểu này số mệnh không tốt. Nếu thêm đường nhân trung mờ nhạt thì dễ mắc bệnh phụ khoa, vô sinh hoặc đẻ khó. Tính tình người này cũng không tốt, nóng nảy, làm việc không quyết đoán, nói chuyện không đầu không đuôi. Chuyện tình cảm kém thuận lợi, gần như không có duyên phận với đàn ông nên cuộc sống hôn nhân thường kém hạnh phúc. Người chồng đa số là kẻ vô trách nhiệm, bị chồng ghẻ lạnh nên không có lòng tin vào con người, thậm chí còn có thể kiên trì chủ nghĩa độc thân. Trên nhân trung có những đường nét hoa văn hỗn loạn thì người này dễ gặp nạn về sông nước. Nhân trung có các đường hoa văn xiên xiên, không dọc, không ngang thì đây là con người không tính nghĩa. Nhân trung có văn nếp dọc thì có thể phải chết tha hương. Nhân trung có các đường hoa văn cắt ngang nhẹ thì là tướng đàn bà cô độc, đàn ông hung ác. Nặng thì đàn bà gặp tai nạn khi sinh nở. Nặng thì đàn ông chết bất đắc kỳ tử, nếu không thì tới già cũng nghèo khó. Thứ hai, vành tai lật ngược. Những người có vành tai lật ngược rất thích vận động, thích thể hiện bản thân, nhưng cũng rất khác người, thích biện luận, thường có ý kiến riêng, hiếu thắng, không giành phần lớn thì chưa chịu bỏ cuộc nên không được mọi người quý mến. Nếu người đó là phụ nữ thì không tốt cho chuyện tình cảm, bởi họ quá cá tính, quá bản lĩnh, quá bảo thủ, khư khư giữ ý kiến riêng mà lại lắm điều, thiếu sự bao dung, nên nam giới không thích hẹn hò với người phụ nữ như vậy. Thứ ba, mắt lồi. Nếu hai con mắt lồi hẳn ra bên ngoài, chứng tỏ người này thần kinh có chút không bình thường, thích nói nhiều, nói dai, nói đi nói lại. Những người này làm việc thường không có đầu đuôi, quên trước quên sau, khiến người khác cảm thấy rất khó chịu và phiền hà. Thứ tư, mũi Hy Lạp. Nét điển hình nhất của người Hy Lạp cổ là chiếc mũi. Mũi kiểu Hy Lạp là chiếc mũi thẳng tắp từ trán đến chóp mũi, sống mũi cao. Nhân tướng học gọi chiếc mũi của người Hy Lạp là chiếc mũi tê giác. Người có chiếc mũi như thế thường có tính cách hiếu chiến, háo thắng, là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Những cô gái có chiếc mũi kiểu này thường khó chấp nhận những người chồng bình thường, có yêu cầu rất cao về sự lãng mạn và lịch thiệp, chắc chắn sẽ không tùy tiện và dễ dãi trong việc chọn chồng, chọn người yêu. Mũi Hy Lạp còn gọi là mũi dọc dừa, tượng trưng cho vị thần sắc đẹp của phương Tây. Kiểu mũi này thẳng tắp từ trán tới chóp mũi, sống mũi hẹp, thẳng và cao. Thứ năm, lễ đường khô và lõm. Lễ đường khô và lõm xuống chứng tỏ đây là người khô khan, không lãng mạn, ngay cả khi tiếp xúc với người khác giới cũng tỏ ra khô cứng, không gây được thiện cảm. Cho nên sau này, khi kết hôn cũng không được chồng yêu chiều, thường bị lạnh nhạt, phải sống trong tâm trạng buồn phiền. Thứ sáu, rốn nông. Không phải tự nhiên mà người ta lại dựa vào độ nông sâu của rốn để tiên đoán về hậu vận của một người. Khi
khi còn là bào thai trong bụng mẹ, nhờ dây rốn mà bào thai được nuôi dưỡng từng ngày để chờ ngày chào đời. Vậy nên rốn được cho là vị trí biểu thị tình cảm gia đình của một người là hoàn toàn hợp lý. Nếu sở hữu một chiếc rốn sâu dài, bạn sẽ có cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu ngoan ngoãn, thuận hòa, cuối đời an yên vui vầy. Ngược lại, nếu rốn nông hẹp, chủ nhân sẽ gặp không ít khó khăn, vất vả ở tuổi già. Chính vì thiếu sự quan tâm chăm sóc của người thân nên tuổi già của họ vô cùng buồn tủi. Thứ bảy, cằm nhọn. Sở hữu một chiếc cằm nhọn gần như là ao ước của mọi cô gái. Thế nhưng về mặt nhân tướng học, đây không hề là tin vui. Chiếc cằm thon nhọn kia sẽ khiến chủ nhân cả đời sống trong vất vả, trân chuyên. Không chỉ có tuổi già cô quả, bạn còn không thân thiết hay cậy nhờ được con cháu điều gì. Thậm chí những bất hòa trong gia đình khiến bạn và người thân luôn có khoảng cách. Vậy nên, nếu đang có ý định độn cằm để sở hữu chiếc cằm V-Line, bạn hãy dẹp bỏ suy nghĩ trên ngay. Thứ 8, tóc thô cứng. Đúng như câu nói, cái răng cái tóc là gốc con người. Vậy nên, nếu không may mắn sở hữu mái tóc thô cứng, thì bạn đã định sẵn số phận không mấy tốt đẹp. Dù tuổi trẻ yêu nhiều, hạnh phúc nhiều, nhưng hậu vận lại cực xấu. Dù có của nã đầy nhà, nhưng người có mái tóc thô cứng lại không có được hơi ấm tình thân, càng không thể hưởng phúc bên con cháu. Quý vị và các bạn thân mến, người sở hữu một trong 8 nét tướng vừa rồi, hậu vận thường cô độc, cuộc sống không được trọn vẹn viên mãn. Tuy nhiên, bạn đừng quá bi quan, bởi người xưa có câu, đức năng thắng số. Hãy tu dưỡng bản thân, sống lương thiện, bao dung, rồi số phận của bạn sẽ được như ý muốn. Bên cạnh đó, theo tuổi tác và thời gian, các đường nét trên khuôn mặt sẽ có những thay đổi nhất định. Sự biến đổi đó cũng sẽ khiến cho vận mệnh của mỗi người xoay chuyển, đặc biệt là người sở hữu nét tướng trên khuôn mặt sau đây, được coi là tướng mặt phát tài. Các chuyên gia nhân tướng cho biết, năm 2021 là năm mà họ không những được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp được hanh thông mà còn phát tài phát lộc, càng già càng giàu có, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Cùng theo dõi để biết được mình có đang sở hữu đặc điểm nào trong đó hay không quý vị nhé. Thứ nhất, ấn đường có màu hồng nhạt, tươi sáng. Trên khuôn mặt, ấn đường là bộ vị nằm giữa hai đầu lông mày và là nơi tiếp giáp với phần trán, biểu hiện chủ yếu cho vận mệnh của con người nên còn được gọi là cung mệnh. Trong nhân tướng học, ấn đường là bộ phận quan trọng trên khuôn mặt, có thể đoán được phần nào về vận trình hung cát giàu sang của mỗi người khi nhìn vào bộ phận này. Theo đó, nếu vị trí ấn đường có màu sắc tươi sáng như đỏ nhạt, hồng nhạt, vàng hay tím sáng thì sẽ là quý tướng. Nhiều người vẫn hay có câu ấn đường đầy đặn, không giàu thì sang. Cụ thể trong năm Tân Sửu này, nếu sau tiết lập xuân mà bạn thấy ấn đường lộ ra sắc sáng vàng nhạt, tím phớt thì xin chúc mừng bạn, bởi năm 2021 này, vận khí của bạn một đường vượng phát, mong ước thành sự thật, làm ăn phát đạt, buôn đâu lại đó, tiền bạc ngọc két. Ngược lại, nếu thấy ấn đường của mình bỗng dưng xỉn màu, mang sắc đen hay xanh thẫm, thì đó có thể là điềm báo chuyện chẳng lành sắp đến. Có thể trong tương lai gần, mọi chuyện của bạn khó lòng đạt được như mong đợi, hoặc gặp phải ngáng trở của kẻ tiểu nhân. Thứ hai, địa cát đầy đặn. Địa cát tức chỉ phần cằm trên khuôn mặt, quản về tài phúc. Những người sở hữu địa cát đầy đặn, nhiều thịt theo nhân tướng học là người có cuộc sống dư dả, sung túc, có của ăn của để. Ngược lại, địa cát mỏng thì phúc cũng mỏng, vận trình long đong lận đận, tài khí ảm đạm. Vậy vì sao địa cát đầy đặn lại là một trong những tướng mặt phát tài năm 2021? Đó là bởi địa cát thuộc cung khảm, tính thủy, năm Sửu tính thổ khắc thủy, khiến bản mệnh buộc phải nỗ lực hơn rất nhiều, tự đốc thúc bản thân tiến về phía trước để giành lấy những gì mình muốn. Chính nguồn động lực này sẽ giúp bạn không chùn bước trước khó khăn, phấn đấu không ngừng nghỉ, nhờ thế thành tựu đạt được rất xứng đáng, thậm chí còn vượt ngoài cả mong đợi. Cho nên người có địa cát đầy đặn trong năm 2021 chỉ cần cố gắng hơn năm trước, gieo hạt giống nỗ lực chắc chắn sẽ gặt về quả ngọt thành công, đại cát đại lợi, phúc lộc no đủ. Thứ ba, cánh mũi không dày. Theo nhân tướng học, muốn biết tài khí của một người nhiều hay ít, trước hết phải nhìn vào tướng mũi, bởi vì mũi đại diện cho sự may mắn phú quý, là nơi chứa đựng của cải giàu sang, đường công danh sự nghiệp của một người. Cho nên những ai sở hữu tướng mũi tròn đầy sẽ có cuộc sống đủ vinh hoa phú quý. Người có phần cánh mũi hẹp, nhỏ, mỏng như dính sát vào mũi, cảm giác như không nhìn thấy cánh mũi, được cho là sở hữu tài vận ở mức trung bình,
hoặc không có kỹ năng quản lý tài sản rất khó tụ tài, bởi hai cánh mũi được ví như kho tài lộc, tài khố, càng nhỏ hẹp thì càng chẳng thể chứa nhiều tiền. Tuy nhiên, nếu biết tích lũy từ sớm thì cuộc sống cũng đủ ăn đủ tiêu, không tới mức túng thiếu. Nhân tướng học cho rằng, người sở hữu phần cánh mũi không dày thường giỏi kiếm tiền bằng nghề tay trái. Tiền bạc đến từ nhiều nguồn phụ, thiên tài. Trong khi đó, người sở hữu phần cánh mũi dày rộng lại có tài lộc chủ yếu đến từ nguồn thu nhập từ công việc chính, chính tài. Thiên tài chủ yếu dựa vào may mắn, vận trình lên xuống, cho nên không có tính bền vững, đến nhanh nhưng cũng dễ đi. Tuy nhiên, trong nhân tướng học, mũi thuộc hành thổ, gặp năm sửu thổ lại càng được gia tăng tính thổ. Mà thổ vượng tàn kim sinh càng nhiều tiền tài, như vậy tài lộc càng thêm dư dả, không lo thiếu thốn, nhiều cơ hội phát lộc. Do đó, tướng mũi không dày vào năm nay được xem là vận tốt, mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho quý chủ. Thứ tư, đầu nghiêng. Những người có phần đầu hơi nghiêng về một bên sẽ có đường tài lộc hanh thông, phú quý hơn người vào năm 2021. Người như vậy thường rất tinh nhanh, giỏi tính toán, nên có nhiều cách kiếm tiền, thậm chí từ cả những nguồn không chính đáng. Đặc biệt, nếu phần đầu hơi nghiêng về bả vai bên trái sẽ là phúc tướng, bởi thiên thương, huyệt thái dương, bên trái thuộc cung khôn, gò má bên trái là cung càn. Nếu cả càn khôn đều nằm bên trái, tức là lục hợp, tạo thành phúc tướng. Người may mắn sở hữu sẽ có một năm 2021 trăm thuận trăm lợi, làm to thắng lớn, sự nghiệp tài lộc trong năm đều thịnh vượng, tha hồ sung túc. Thứ năm, thiên đình hẹp nhỏ, tươi sáng. Thiên đình tức phần xương trước trán, được gọi là cung quan lộc, chủ quản vận sự nghiệp và vận làm quan của một người. Nếu thấy phần xương ở thiên đình sáng bóng lên thì chắc chắn bạn sắp gặp chuyện may mắn về tiền bạc, dù làm gì cũng gặp nhiều điều thuận lợi, khởi đầu suôn sẻ. Người sở hữu nét tướng thiên đình hẹp thường là người tỉ mỉ, cẩn thận, tính trước tính sau, đôi lúc hơi rụt rè, thiếu khí phách, nên dễ bỏ lỡ cơ hội phát tài, khiến tài vận chỉ mãi ở mức trung bình, khó tích lũy tiền tài. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu 2021, vận trình của người sở hữu tướng thiên đình hẹp, tươi sáng lại có nhiều cơ hội chuyển mình, đặc biệt là sau tiết lập xuân, nếu thấy thiên đình hiện màu sắc tươi sáng, bóng bảy, tức là tài khí vô cùng hanh thông, trong năm có của ăn của để, tăng tài tiến lộc, làm ăn kinh doanh đều suôn sẻ vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những chia sẻ ngày hôm nay của Phong Thủy Dầu Sang, các bạn sẽ có thêm nhiều phương diện để tự luận đoán và cải thiện số vận của chính mình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.